Rồi hello, xin chào mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng xách tay mọi người. Số điện thoại nằm bên góc phải màn hình, có link Facebook địa chỉ dưới phần mô tả ha. Anh chị cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em. Bên em thì có nhận ship code toàn quốc luôn, hàng tới anh chị mình được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng ha mọi người. Kiểm tra test ok đúng tình trạng mình thanh toán với shipper luôn ha. Rồi, nay có giờ ít cây thì em quay cho mọi người xem ha. Trước tiên là cây Note 20 5G mọi người. Note 20 5G thì cây này tình trạng là máy bình thường mọi người, không có lỗi lầm ha. Thì chỉ có cái ngoại hình hơi xấu thôi nè, em quay cho mọi người coi nha. Ngoại hình thì nó nhìn là tương đối thôi chứ không tới nỗi mà xấu lắm, cũng không có đẹp mọi người. Nói chung là nhìn ngoại hình hơi hơi phẩy ha. Thì cái cây này em bán là 4 triệu 8 mọi người. Cây này thì giá cũng còn hơn 5 triệu nha, em bán là 4 triệu 8. Đó, bao gồm là tặng ốp lưng với dán màn hình. Cái này email là 4 4613 nè. Máy thì sẽ là pin 4003, màn hình đó là 6.7 inch. Đó, RAM á thì pin 4003 màn 6.7 mọi người. Đây, RAM thì sẽ là RAM RAM 8 bộ nhớ là 256 GB. Cái này thì hỗ trợ chip Snapdragon là 865 nha mọi người. Đó. Màn hình thì có tần số quét 120 à, em nhầm mọi người, cái này không có 120 Hz nha. Mà có hỗ trợ S Pen mọi người. Đây, S Pen thì còn ghi giấy chụp hình ok nữa ha. Đó. Cái này thì em bán là 4 triệu 800 ngàn, bao gồm là tặng ốp lưng dán màn hình. Còn mà mọi người muốn sạc thì để em lấy. Anh chị sạc thì em bán sạc là 25W này ha. Sạc 25W. Sạc này thì em bán là 120 một bộ mọi người. 120 một bộ nha, sạc 25W ha. Hai đầu tai si là sạc vô rất là nhanh luôn. Rồi, tiếp là cây 4 triệu 3 mọi người. À em nhầm, cái 43 này có khách chốt em rồi mọi người. Đây, đúng view đây nè. Hồi nãy có khách chốt em rồi mà em quên. Đây này có khách chốt rồi mọi người. Tại vì cũng có khách mấy một bữa mà em về máy em chưa lên video mọi người. Tại em đã chốt trước rồi, thường là về á mà em lên video á, em chưa lên video á thì khách chốt hết rồi thì em sẽ không quay mọi người. Còn mà về mà khách chưa chốt á thì còn nhiều á thì em sẽ quay lên. Ở chứ thường mà về nhiều khi khách có nhắn tin chốt với em trước rồi đó thì em sẽ bán trước luôn mọi người. Rồi tiếp là cây này ha mọi người, cây này thì em bán là 4 triệu tư mọi người. Tình trạng là đốm kim đây nè, đó mỗi chấm bi nhỏ đi thôi, còn lại là full chức năng ha. Email á thì sẽ là 8519, máy thì sẽ là pin 4003 nè, màn hình á là 6.8 inch. Đây pin 4003 màn 6.8 ha mọi người. RAM 12 GB, bộ nhớ lưu trữ là 256 GB ha, Note 10 Lite mọi người. Trong này thì có hỗ trợ S Pen cho mọi người ghi viết chụp hình, nhưng mà đa số là chỉ còn ghi viết thôi, không còn chụp hình nha mọi người. Đó. Độ phân giải máy thì 2K cộng luôn. Này bản hàng mình có thể lên hai SIM vật lý được không mọi người ha. Đây ngoại hình máy nè, cái này em bán là 4 triệu tư nha mọi người. Cái này anh chị lấy thì em sẽ đổi cái SIM cho mọi người đúng màu nha. Cái quay SIM em tháo sẵn luôn. Đây mọi người, anh chị lấy thì em sẽ gắn cái sim màu đen với bút đen cho mọi người nha. Giá là 4 triệu tư không mọi người. Rồi tiếp là cây này thì sẽ là 4 triệu mọi người, tình trạng là đốm nhỏ vậy thôi mọi người. Đó, màn đốm thì em sẽ bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không lan đốm là 45 ngày. Bao test 7 ngày là bao gồm bao xanh màn hình, bao sọc đứng cho mọi người luôn. Còn mà sọc ngang từ đốm qua chết thì cái đó em không có chịu trách nhiệm nha mọi người. Tại vì cái đó thì thường là tác động vật lý vô nó mới bị vậy thôi mọi người. Rồi, cái này á thì sẽ là 4 triệu không rồi, email á là 4235 nè. Đó, tình trạng thì cũng đốm vậy thôi, còn lại bình thường. Đốm này thì cũng nhỏ thôi mọi người, xài họ nhìn không ảnh hưởng lắm ha. Đó, bạn hàng một sim anh chị, giá em bán là 4 triệu nha, tặng ốp lưng với dán màn hình. Anh chị nào lấy sạc thì có sạc 25W nha mọi người. Rồi tiếp là cây đấm view 4 triệu mốt mọi người. Cây này thì nhìn nó to hơn một xíu và lại nhìn nó không thẩm mỹ bằng cái cây 4 triệu nha, nhưng mà nó là đấm view thì em lấy thì nó sẽ cao hơn, thì xài nó cũng không ảnh hưởng gì hơn mọi người. Đây đấm này nè, đó thì nói chung nhìn thì nhìn vẫn ok mọi người. Cái view này thì xài nó cũng ok hơn, kiểu là nó bền hơn nha mọi người. Đó, bản Việt Nam hai sim vật lý, email là 3871 nè. Không, cái này em bán 4 triệu nha mọi người, 4 triệu luôn nha. Đó, cho nó hợp lý, 4 triệu luôn, tặng ốp lưng dán màn hình, ngoại hình máy nè mọi người. Anh chị lấy thì em gắn bút vô nha, giá là 4 triệu không người ha. Rồi tiếp là cây 3 triệu 7.
Máy hết pin ta. Mọi người đợi em xíu, em ghim sạc cái này, em quay cái khác trước nha mọi người. Cái này mới quên quên cái đợt này em chưa sạc mọi người. Rồi tiếp là cây S10 cộng đi ha mọi người. S10 cộng giá thì sẽ là 4 triệu mọi người. S10 cộng nè, bản Mỹ. Email thì sẽ là 9605, máy thì sẽ là pin là 4100 nè mọi người, màn hình là 6.4 inch. Đó, RAM thì sẽ là RAM 8, bộ nhớ 128 GB ha. Rồi, cái này thì hỗ trợ chip Snapdragon là gần là 855 mọi người, khá là ok luôn, tầm này tầm giá tầm trung này thì xài S10 Plus thì rất là ngon luôn mọi người. Đó, S10 Plus thì giờ cũng còn rất là ngon ha. Giá tầm trung 4 triệu. Đó, tặng ốp lưng với dán màn hình cho mọi người luôn, chip Snapdragon 855. Mọi người biết mấy cây V mà 50 60 độ mọi người thì nó chạy vậy chứ nó đâu bằng S10 Plus đâu mọi người. S10 Plus vẫn ngon hơn nhiều nha. V50 rồi đó, hồi đợt á của LG đó, nhưng mà thấy vậy chứ không bằng S10 Plus nha mọi người. S10 Plus giờ vẫn chạy ngon lành chứ mấy kia là giờ nó lắc giật 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 rồi đó, cho dù có chip nó ngang luôn á mọi người đó. Ai xài mấy dòng laptop bên kia qua thì cũng biết rồi, nói chung là cho dù nó ngang luôn nhưng mà vẫn giờ S10 Plus vẫn hơn rất là nhiều nha mọi người. Đó, thằng kia thì giờ nó lắc giật giật rồi. Cái này thì độ phân giải máy 2K cộng luôn rồi. Đó, hỗ trợ loa kép vân tay siêu âm, nhận diện khuôn mặt rất là nhạy ha. Nè, camera quay phim chụp hình rất là nét luôn. Giá em bán là 4 triệu ha. Rồi, tiếp là S10 nhỏ mọi người. S10 nhỏ bản hàng, cái này thì em bán là 3 triệu 500 ngàn. Đó, bao gồm là tặng ốp lưng dán màn hình. Email á, pin nó thì sẽ là 3400, màn hình là 6.1 inch ha mọi người. Email là 2655 nè. Đó, S10 nhỏ thì cũng là RAM 8 128 GB luôn. Đó, cũng vân tay siêu âm nhận diện khuôn mặt, có loa kép luôn mọi người. Loa kép ngay trên dưới luôn ha. Đó, độ phân giải máy 2K cộng luôn. Camera quay phim thì chụp hình cũng rất là đẹp nè mọi người. Cam zoom 10x ha. Giá là 3 triệu 5 mọi người, tặng ốp lưng với màn hình. Anh chị nào muốn lấy sạc thì thêm 120 nha mọi người. Tại sạc của em là sạc 25W mọi người. Rồi tiếp là cây này. Cây này thì tình trạng là màn đốm đây. Vì nó có lưu nhẹ nha mọi người. Có lưu ảnh nhẹ ha. Đây mọi người, quay cận cho mọi người coi. Nó lưu thì cái này ở ngoài mọi người mới thấy được, nhưng mà chơi video thì nó cũng hơi khó thấy. Thì nói chung nhìn thì cũng bình thường thôi mọi người, nó không ảnh hưởng gì hết trơn á. Tại vì nó lưu cái góc đó nhìn không ảnh hưởng tới cái tầm nhìn của mình. Đó thì cái này em bán là 3 triệu 700 ngàn. Email là 8400 nha mọi người, 8400, giá 3 triệu 7. Tặng ốp lưng, dán màn hình. À, máy thì em bao mọi người test là 7 ngày, bảo hành phần cứng không lăn đốm là 45 ngày nha. Đây, màu đen. Khá là ok, mọi người nhìn cũng còn được thôi. Nói chung thì dòng Note 10 giờ thì nó không phải là mới, mọi người cũng hơi lâu rồi. Thì giờ mấy cái nhâm 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 này là bình thường rồi mọi người. Chứ mà kêu mới ken luôn thì chắc không có. Tại vì máy ai xài qua nó cũng chạy cấn lắm mọi người, chứ không phải mà còn mới hoài được đâu. Đây nè, em cho mọi người coi cả vụ gì mình xài, em xài ốp lưng không nè. Đó, nhưng mà nó cũng đâu có được còn nguyên diện hoài đâu mọi người. Ốp lưng thì bụi cát cũng vô nè. Đó, nó cũng phải nhâm 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 thôi. Đó, của em S10 Plus bản Mỹ giống như này luôn. Bụi cát thì cũng vô, cho dù mình vệ sinh nhiều thì nó cũng vậy không rồi, nó có không bao giờ còn mới được hết đó. Tại vì máy thì những dòng này đã qua sử dụng mà mọi người, không phải dòng mới nguyên trong hộp đâu. Rồi tiếp là Note 15G ha. Note 15G email thì sẽ là 1484 nè. Đó, máy thì sẽ là pin 3005, màn hình là 6.3 inch. RAM 12GB, bộ nhớ lưu trữ là 256GB ha mọi người. Độ phân giải máy thì cũng 2K cộng luôn. Có hỗ trợ S Pen ghi viết nha mọi người. Hình như cái có một cây nào là chụp hình được. Cây này thì không được, hên xui nha mọi người. Tại bút thì em không có lấy lại mọi người. Chụp hình là hên xui. Rồi cái này anh chị lấy thì em gắn cây sim vô nha. Tại cây sim này lúc em đi lấy hàng ta để khác màu nè mọi người. Đó.
Thì anh chị lấy thì em đổi lên màu đen cho mọi người. Đây ngoại hình máy còn cứng đối không mọi người ha. Giá em bán là 4.200.000 tặng ốp lưng dán màn hình. Rồi tiếp là cây này cũng là 4.200.000 mọi người. Hình như cây này là Việt Nam nè. Để chút xíu em quay lại. Rồi tiếp là cây Note 9 bản 512 GB mọi người. Cây này thì hôm bữa em lấy hơi cao nên em bán lại 3.900.000 lận mà nó hơi chậm không ra mọi người. Em đổi đi cái bút, có cái bút đẹp mọi người. Sớm có cái bút này đẹp hơn xíu em đổi cho nó đẹp mọi người. Bút thì cái nào cũng như nhau à, nhưng mà đổi lại cái này vẫn chụp hình được mà đẹp hơn xíu. Đây em đợi cái này lên nguồn thì em quay cây chín cộng luôn nha mọi người. Còn hết pin nữa à, sớm em quên sạc mọi người. Để qua bên trước. Rồi tiếp là cây này ha mọi người. Cây này thì em bán là bản Việt Nam 2 SIM, tình trạng màn đốm nè. Đó, màn đốm có ám rất là nhẹ luôn. Đó, nói chung là như không ám vậy mọi người, nhưng mà kiểu là màn cận đẹp rồi đó, như cái đốm nè. Em bán là 2.100.000. Đó, này là tặng ốp lưng với dán màn hình cho mọi người luôn, 2.100 ha. Việt Nam 2 SIM, IMEI là 1930 nè. Máy thì sẽ là RAM 6, bộ nhớ 64 GB, pin là 3500 nha mọi người, màn hình là 6.2 inch, độ phân giải máy 2K cộng, có hỗ trợ loa kép rồi luôn, màu gold khá là đẹp mọi người. Cái này không phải là chốc sơn nha mọi người, cái này là cái tem á. Đây em lau keo lại cho mọi người ha. Đó, ai lấy thì em lau keo cho mọi người. Giá 2.100.000 mọi người. Cái này thì mua về chạy xe, xài máy phụ đồ này kia cũng ngon. Rồi tiếp là cây này. Cây này thì màn ám mọi người. Đây màn ám hơi hồng rồi đó. Máy có sao em bảo vệ cho mọi người ha. Màn ám. Cây này thì để em coi bao nhiêu ghi mọi người. 64 GB luôn. Bản Mỹ 1 SIM mọi người. Bản Mỹ được cái là chip Snapdragon 845 chạy cũng khá là ok nè. Ở dòng S9 Plus thì bây giờ xài cũng còn rất là ngon nha mọi người. Giá em bán là 2.200.000 nè. Ở tặng ốp lưng dán màn hình cho mọi người ha. Màn hình máy. Ngoại hình thì có sao lại em quay y gan vậy nha mọi người. Đúng máy đúng IMEI thôi. Rồi tiếp là cây này mọi người. Cây này thì bản Việt Nam 2 SIM. IMEI là 9055. 9055 ha mọi người. Đó, máy thì sẽ là RAM 8, bộ nhớ 256 GB nè. Cái này nhé, S-Pen chụp hình được nè mọi người. Đó, S-Pen chụp hình được luôn. Thì em bán cây này á, là có 4.200.000 thôi mọi người. 4.200.000. Đó, tặng ốp lưng với dán màn hình luôn ha. Hết 15G. 4.200. Cái này thì sạc đỡ để quay video cho mọi người coi xíu nữa thì em sạc pin lại mọi người. Rồi tiếp là S9 nha mọi người. S9 thì cái này em bán á, là bản hàng nè. IMEI là 7190. S9 thì cấu hình đa số là giống nhau thôi mọi người. Pin là sẽ là 3000, màn hình là 5.8 inch. Đó. RAM 4, bộ nhớ là 64 GB mọi người. S9 thì xài khá là ngon luôn. Đó, S9 thì giống như người lớn nè, hoặc là trẻ em, hoặc là nói chung bình thường mình xài, nói chung không có cần chơi game nhiều thì cứ S9 dùng rồi em thấy cũng camera chụp hình quay phim đầy đủ hết rồi mọi người. Đó, giá em bán là 2.500.000 nha mọi người, ốp lưng dán màn hình. Cái nào có bị gì thì em báo cho mọi người ha. Máy bình thường giống vậy thì em bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng là 2 tháng nha mọi người. Có mọi người nghe nó bảo hành phần mềm phần mềm 5 trọn đời vậy. Thật ra thì máy mình xài đâu có cái lỗi phần mềm gì đâu mọi người, đa số là phần cứng không à. Còn phần mềm thì mọi người khỏi bảo hành, mọi người nhắn em lúc nào cũng hỗ trợ cho mọi người á. Tại vì phần mềm nó đâu có bị gì đâu mọi người. Đó, nên bảo hành 5 2 năm gì đó gói phần mềm thì cái đó như không đâu mọi người. Thì máy đâu lỗi phần mềm đâu. Rồi, tiếp là cây này, IMEI là 9595 mọi người.
Máy thì sẽ là pin 3000, màn hình 5.8 inch ha. Đó, ăn Mỹ một sim. Ăn Mỹ thì được cái là chip Snapdragon là gần 845 nha mọi người. Đó, RAM 464 GB, cấu hình giống nhau thôi. Cây này thì em bán là 2 triệu 5 luôn, tặng ốp lưng với dán màn hình nha mọi người. Đây cái cây này nó hở lưng nè mọi người. Em chưa có dán, hôm bữa em mở ra rồi em chưa dán lại mọi người. Đây, giá em bán là 2 triệu 5 nha, tặng ốp lưng dán màn hình. Rồi tiếp là cây này là 2 triệu 4 mọi người. Này hết pin nữa đó. Pin sạc nhiều quá. Rồi, em lên cây Việt Nam cho mọi người trước nha. Cây này là bản Việt Nam nè, email là 7429. À 7429 7427 mọi người. Tình trạng là màn ám nha mọi người, ám hơi hồng. À, ám hồng vừa vừa. Máy RAM 464 GB luôn. Bản Việt Nam hai sim vật lý thì cây này em bán là 2 triệu 200 ngàn. Đó, tặng ốp lưng với dán màn hình cho mọi người ha. Màn hình máy nè. Đó, 2 triệu 2 mọi người. Rồi tiếp là cây Note 9 này. Note 9 bản Việt Nam nè, email là 2166. Máy thì sẽ là pin 4000, màn hình 6.4 inch. Đó, RAM 8, bộ nhớ 512 GB. Đó, bản đặc biệt nó 512 GB vậy thôi mọi người. Với được hai sim thì cái này em lấy cao hơn tới 300 ngàn thì em bán lại là bình thường. Máy đẹp thì em bán 36, thì cái này em lấy cao 300 thì em bán là 39 là bình thường thôi mọi người. Chứ em đâu có bán cao hơn nhiều đâu. Tại vì giờ người ta giao cái này giá này thì em lấy thôi chứ đâu biết sao mọi người. Chứ giờ lấy cao quá thì bán thấp cũng không được. Rồi cái này em bán là 3 triệu 9 nha mọi người. Bản Việt Nam 2 sim. Đó, 512 GB, RAM 8. Máy Note 9 thì sẽ là pin là 4000, màn hình 6.4 ha mọi người ha. Đó, có trợ lo kép, độ phân giải máy tới 2K cộng mọi người, coi phim rồi này kia rất là đẹp luôn, camera chụp hình quay phim ok. Nói chung máy nào là cũng full chức năng nha mọi người, cái nào không full thì em sẽ báo cho mọi người nha. Rồi tiếp là cây Note 8 mọi người. Note 8 email là 4940. Máy thì sẽ là pin 3003 nè, màn hình là 6.3 inch. Đó, RAM thì sẽ là RAM 6, bộ nhớ 64 GB. Đó, màn hình 6.3 nhìn khá là ok mọi người, không nhỏ ha. Độ phân giải máy lên 2K cộng được nè, có hỗ trợ S Pen ghi viết nha mọi người. Đây. Thì cái này em bán là 2 triệu 800 ngàn mọi người. 2 triệu 800 ngàn. Tặng ốp lưng với dán màn hình. Đó, sạc thì em sẽ bán là hai bộ, một bộ hai đầu Type C giống như vậy. Cũ giống như vậy nè, cũ 25W thì em bán là 120 nha mọi người. Rồi tiếp là cái iPhone, cái này thì bữa em thu cho khách 2 triệu 8 mọi người, giờ bán ra 3 triệu không ra. Thì iPhone pin 100 mọi người. iPhone 8 8 Plus bản Việt Nam nè, đó. 256 GB ha. Việt Nam 256 GB. Pin là 100 mọi người. Chân tay thì còn. Pin này thì đã hay rồi chắc rồi. Tại vì 8 Plus mà hai pin, nói chung là iPhone hai pin là bình thường thôi mọi người. Đó thì tình trạng là có bị nứt cái kính nha. Nứt kính nè. Với camera 1X em cho mọi người coi, camera 1X thì nó có một cái vết hơi mờ mờ ở đây nè mọi người thấy không? Đó. Cái này thì ở ngoài mình chụp hình nó bình thường thôi mọi người, đem chụp cho mọi người coi thử nè. Chụp cái tay luôn nè. Đem lựa cái chỗ cái đốm đó cho mọi người coi. Tại vì mình để gần vô thấy thôi. Chứ thật ra chụp cái hình ngay cái tay đây là cái có cái đốm ở đây nè. Nhưng mà nhìn để chụp hình bình thường thì nó không thấy. Nhưng mà anh chị chụp cái kiểu mà chụp gần cận giống như em nãy. Chụp giống gì nè. Cận như vậy nè thì mới thấy được cái vết hơi mờ mờ xíu nè mọi người thấy không? Đó, thấy hơi mờ mờ vết xíu. Thì nói chung cái này vẫn chụp hình bình thường. Đó, với lại 8 lút mà 256 GB thì giá 3 triệu cũng là hợp lý rồi mọi người. Cái nứt kính này xíu thì mình dán cận lực mình xài không xài luôn cũng bình thường mọi người. Ép lại thì 300 ngàn nha. Đó. Thì máy có sao em báo vậy, em thu sao khách sao em báo vậy nha mọi người. Đó, em thanh lý là 3 triệu ha, thu 2 triệu 8 thanh lý là 3 triệu. Rồi, tiếp là cây Note 8 thanh lý 1.750.000. Note 8 Việt Nam 2 sim, tình trạng là màn đốm này mọi người thấy không? Đó. Chỉ một cái chấm nhỏ trên đây nữa, cái này thì không đáng kể rồi. Tại vì mấy cái kia đốm nhiều thì có chấm trên đây đáng kể gì đâu. Đó, đây nè.
Việt Nam hai sim ha, cái này thì mua chạy app đồ này kia khá là ok. Những cái hành lý này đa số là khách mua em chạy app thôi mọi người. Có một bữa anh kia nói có máy giống vậy là có nhiều cây ảnh mua mà em không nhớ Zalo ảnh mọi người, với lại em hành lý lên cho nhiều người ta cần xài máy chữa cháy nữa chứ có nhiều người gom trên đó hết thì không hành lý cho người khác xài được mọi người. Nếu mà em mà ham mà bán kiểu có hành lý để em bán hết thì em lấy Zalo của anh kia bữa em bán rồi mọi người, nên để hành lý là cho mọi người có xài và nhiều người cần xài chữa cháy mọi người. Rồi nó 8 này thì em hành lý là 1.750.000 ha. Đó, giá hành lý là máy trần thì ốp lưng á, hôm bữa anh kia hiểu nhầm ý em là em nói ốp lưng á, nếu mà có những cái ốp giống gì nè mọi người để em lấy thử cho mọi người coi. Đây, cái này là máy em hoàn về á, xong rồi cái ốp để ốp mới mọi người chưa xài đâu, nhưng mà kiểu hoàn về xong á cái em móc ngoài em đâu đồ em treo lại đâu, không ấy không có bật không bịt bỏ vô lại nó sẽ hơi ngã màu vậy nè đó, thì cầm nhiều nó vậy thôi chứ cầm cái này nó hơi ngã màu chút xíu à đó, thì em sẽ ở hành lý thì em sẽ tặng những cái ốp giống vậy cho mọi người để đỡ vô, chứ em hành lý là mấy trần đó thì bỏ vô đỡ, thì cái nào có thì em mới bỏ vô mọi người, còn không có thì sao được, mà kiểu là có dư á mà đúng mẫu á thì em sẽ bỏ vô cho mọi người ha. Rồi như S9 Lốt nè, S9 Lốt này thì dán miếng PVF vô với đeo cái ốp rồi xài ok mọi người, nó không chớp không nháy gì hết, chỉ bỏ kính với đốm vậy thôi đó. Cái này em hành lý là 950 nha mọi người, 950 ha, S9 cộng. Cái này thì là chữ trái mọi người, được cái bản 256 GB nữa nè đó. Rồi tiếp là S8 ha, S8 thì tình trạng là màn ám nè, màn hơi ám với một cái đốm đây. Cái này thì em bán là 1.550.000 đó, tặng ốp lưng dán màn hình cho mọi người 1.550.000 ha. IMEI là 9417, giá 1.550.000 nha mọi người. À, tặng ốp lưng dán màn hình. S8 thì sẽ là RAM 4, bộ nhớ 64 GB rồi mọi người. Đây cái này IMEI là 48114 ha. RAM 864 GB nè. Đó, pin là 3000, màn hình 5.8 ha. Con dãy máy 2K cộng luôn. Thì cái này em bán là 1.650 mọi người, đúng nhiêu ở đây nha. Rồi hết máy rồi mọi người. Còn cái S9 cộng này thì em quay cho mọi người xem ha. Thì em nãy em nói lại ha, thì sạc thì em bán là sạc 25W này nha mọi người. Đó. Để em cho mọi người coi thử là máy em đã chốt bên kia rồi nè. Đó, cũng một em để dưới đó mọi người ha. Cũng gần chục cây rồi đó mọi người. Đó thì nói chung anh chị nào cần máy mà ví dụ nhắn em mà video này hết thì có thể mình nhắn tin có máy thì em sẽ báo lại cho mọi người nha. Còn những cái hành lý thì không em không có chừa cho ai được hết mọi người, tại vì hành lý thì ai cũng cần hết á, có nhiều anh chị hỏi em 5 6 lần nó không mua được đó mọi người, nên những cái hành lý thì em chừa lại ai hơn thì mình mua thôi. Giống như có một bữa cây Note 8 em hành lý mà cây màu sọc 1.3 triệu đó, cái đó khách hơn thì xài không bị gì em. Rồi rồi cái này là của em là Việt Nam hai sim nha mọi người, đó 6987 Việt Nam hai sim, em 464 GB S9 cộng ha, giá em bán là 2.900.000. À, tặng ốp lưng dán màn hình, ngoại hình rất là ok luôn mọi người, cái này ngoại hình còn rất là đẹp nha. Rồi hết máy mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em ha. Mọi người xem video thì cho em xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh ha mọi người. Còn anh chị cần mua hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Rồi cảm ơn em, chào mọi người.